kêu thử đi. Úp ơi, úp ơi, úp. Úp ơi. Ai dẫn con ra vậy? Út đó mẹ. Ừ. Không kịp tốt thôi hả? Kịp không? Cái nào bự thì chị kịp, cái nào nhỏ thì không kịp, chị ấy từ từ hay sao? Ăn từ từ hả? Cái nào bự nhỏ trước hả? Cái gì? Đó là rồi, con biết mặn không? Con biết. À, cái cỏ đây nè. Cái đó cây rau á. Cây rau hả? Ừ. Hái chi vô. Hái chi? Ở đây cỏ nè. Ờ, cỏ con nhỏ đây, coi chừng con sâu quá nha. Này được không? Được. Này được hả? Ừ, coi chừng nhỏ trúng con sâu nha, sợ con sâu không? Sợ. Sợ hả? Giỏi dữ hả, bắt đầu không à? Ừ? Đừng cắt cỏ, đừng cắt cải nha. Cải hay chi? Chừa cải hay cho Út hả? Ừ. Ừ hả, dạ chừa vậy con. Úp lên ơi, úp lên ơi, úp lên. Dạ. Ủa chị giải mừng chị. Chị sai chị mấy chị chơi hả? Con mừng chè ra quá trần rồi. Kim bị gì vậy? Đầu kim bị gì vậy? Kim bị té. Kim bị té. Hả? Kim rơi đúng không Kim? Ừ. Dạ. Ừ. Hôm sao đây sao lâu vậy? Kim mày đó hả Kim? Dạ, tại hôm nay mẹ con mấy. Ăn tớp hả? Dạ đúng rồi. Nè, thấy cải nè. Ham không? Dạ con thi xong. Kim. Ba cỏ này chút hốt vô cho dê ăn. Bỏ xuống đi. Cà chua này có thường quá trời dê ăn chơi rồi đó hả? Lâu lắm rồi mới về. Dạ đúng rồi. Nãy nhà Út không thấy đâu. Vậy hả? Ờ, Út qua đây nên Út đóng cửa này. Rồi con vô đường nào? Con đi đường bên kia cả vô. Vậy hả? Bên cô Tư chắc hả? Biết mình cỏ luôn hả cái Tường? Giỏi quá. Giỏi hả? Chị giỏi quá hả? Chị Tường biết ghê đi về vườn biết mình cỏ luôn hả? Ừ, dưa cải á, làm dưa cải tốt hả con? Làm dưa tết, làm dưa chua ăn. Ừ. Có bông nữa kìa. Không miếng thọ kìa. Không miếng thọ hồi kia. Cái kia hả? Đó sao? Đó đó, tôi lên cô Tư đó. Em thấy là Kim nó chồng bông đỏ với cải. Kim biết. Kim biết mà hồi nãy Kim cố tình Kim nhổ cây cải luôn. Để con qua bển con hái hành về cho hắn đi ăn. Chi vậy? Để hai ông Quy không thích ăn hành. Không thích ăn hành, cố tình hái hành hả? Dạ. Kìa nhìn Kim nó nhổ cỏ kìa. Nó chuối nhủi kìa. Ơ, nặng quá. Quá chừng cỏ mà không kịp luôn rồi. Giỏi quá nước luôn Kim. Ở nhổ cây ra, nhổ cây cải của mẹ nha con. Dạ. Mẹ con bán gì tết nay á? Mẹ con bán. Có hành không Út? Có hành không Út? Hành hả? Hành bên nhà Út á. Bên kia Kim tối ngày thích đi vườn lắm. Về chiều tối là không chơi được nhiều hết thôi. Dạ. Trời ơi. Không Kim. Không sao. Không sao hả? Kim làm gì vậy? Con mặn cỏ. Mặn cỏ hả? Biết mặn không? Mặn sao đâu? Rồi, bấm cây kia lên luôn. Bấm cây cải rồi hả? Mần cỏ nhỏ dầm cây cải rồi. Nói trời giỏi vậy hả? Đúng rồi. Mẹ ơi, con làm cây cải nè, bị dơ rồi. Vậy hả? Đi chồng bà đi. Vậy. Con xin lỗi mẹ nha. Con xin lỗi, con lỡ con nhổ chúng hả? Ừ. Dạ. Dạ. Sao không cẩn thận vậy? Con nhìn thấy hả? Nhìn thấy sao? Chị thấy con lắm. Con nhìn thấy, con nhìn lộn hả? À, đúng rồi. Cô Tư lát con đem này vô cho con dê ăn. Ừ. Cây rau giờ không sao. Cây cỏ không ạ? Cây đó mọc nhiều đó. Đi vô. Tường đứng giữa đường Tường. Con Kim ạ. Cái đó gào đó con hái về cho mẹ nấu canh ăn được. Con đi con té đó. Kim đi. Giỏi quá. Giỏi hả? Chị giỏi quá hả? Chị Tường biết ghê đi về vườn biết mần cỏ luôn hả? Ừ, đúng rồi. Hả? Có cái gì cho hái cho chị ăn không? Ở đây không có gì hết. Bằng cải.
kêu bóng cải thôi. Chị kêu bóng cải rồi hả? Ờ, bây giờ hỏi chị có ăn khổ qua không? Em hát khổ qua cho. Ăn khổ qua không? Cắn hả? Ờ, khổ qua hả? Ăn chứ hả? Ăn khổ qua đó. Con giỏi thì ý Kim nói là nó ăn khổ qua đắng được luôn, nó chấm thịt ăn được luôn á. Chấm thịt là sao? Kim ăn nhỏ luôn. Hả? Chấm nước thịt con. Vậy hả? Thì con đựng lại gần. Nhưng mà con muốn cho nó ăn. Kìa, em đi kiếm khổ qua cho chị kìa. Thấy giỏi chưa? Có không? Không có gì hết hả? Sâu thôi à. Có trái mà dưới mé mương á kìa. Con không xuống được. Xuống xuồng bơi có. Không có gì hết. Chỉ có con sâu thôi. Lẹp. Lẹp. Hai lẹp là gì ha? Kìa em đi kiếm khổ qua kìa, đi theo em đi từ. Không có trái đâu. Đâu kiếm trái đây. Chơi hai hai đúng rồi, chị xuống rồi. Nó lúng hả? Đâu? Chị có trái khổ qua chị. Trái đó hả? Ừ. Đừng có xuống dưới mũi. Đây chị ơi. Đợi tận này. Ơi. Chết tí nghe. Té sao nó dựng. Dính. Kêu nó dựng con kìa. Rồi dính lại. Rồi được rồi. Rồi, cái này cho Kim ăn nè. Bắn. Cái này cho dê của Kim ăn. À. Ừ, đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Dê ơi, con hái được hái khổ qua nè. Con hái khổ qua được rồi. Rồi, giỏi vậy. Chị có hái khổ con không? Khổ. Khổ hả? Cắt tường hái, nó khum ra, nó ôm, nó dịnh cắt tường lại. Ôi, hái được mất có hai trái trái xíu vậy đó hả? Hái cho ai luôn. Ừ. Để một chút mẹ tìm mấy hái nhiều thêm nha. Ít quá hả? Hả? Ừ. Con ai nè? Con chết. Ở đây nè. Thôi đừng đi nữa. Chị yên chồng lại. Cái này bị gì rồi? Thầy cháu. Mút ra. Chị yên chồng cỏ. Cái này sao? Bị uế. Bị uế hả? Sao mà hết rồi? Nó bị uế. Trời nắng nó bị uế. Ghê hả? Nó bị con ông chết nó uế. Con ông bị chết thối vậy đó. Con ông bị chết thối hả? Đây nè, đây có trái gì nè. Chèo cái. Đi bơi xồn hay vậy? Con sang trái thôi. Đi, đây nè, đi vô. Con đi sang ốc hả? Con đi đi. Đi bơi xồn. Cầm gỗ đi, con đi được không? Con đi bơi xồn hay gì? Chị muốn bơi xồn, cà lao lao chị về. Rồi đừng hái trái này nhỏ, không trái này nhỏ. Rồi kiếm trái bự nha. Qua đây nè. Qua đâu? Hình qua bơi xồn không? Chị tắt đường ơi, đường này. Dừng lại chờ em hả? Dạ. Đừng bơi xuồng, chèm đó. Đâu có chèm đâu, cha con kéo hay là mà chèm gì? Trời đi. Nào qua tờ, con xuống đi tờ. Ủa dầm đâu rồi? Nào xuống, xuống, xuống. Con đi sẽ thẳng đi, ốp qua. Vui quá. Chị về vui không? Vui không Kim? Vui. Dạ vui, ngồi im xuống, ngồi im xuống mới bơi xuồng được, không phải té. Ngồi dính chắc nha, ốp bơi xuồng nha. Đâu không qua đâu Kim. Kim, dậm ra có trái không? Kim gặp con trái trong xuồng hả ốp? Trời. Kim, trái nhóc kìa. Đâu hát cho chị đi.
tường đứng. Ừ, hái đi. Đó, ổ qua gần vậy là bự rồi đó con. Bự nhất rồi đó. Một trái, đếm cho mấy trái rồi Kim. Hai trái, ba trái. Hai trái, ba trái hả? Ôi hả? Còn nữa không? Đi chơi với chị đi, Út cuộc chơi. Quay quay. Đi vô Út hái mướp cho các chơi cái về nè con. Tối rồi. Hai bưởi. Hai bưởi hả? Trời ơi chát quá trời rồi. Út leo lên chiếc coi cái chín không? Chín chín ngon ngon nha. Ngon ngon hả? À, chín là nó ngon đó. Chơi chín ngon ngon. Út lên góc nhà Út có con gà không? Đây, đây có trái này chín. Nó nhỏ mà tại nó chín nhưng mà tại nó còn nhỏ nó bẻ. Rồi, được rồi, vô rồi. Yeah. Không? Chúng tâm luôn. Trái trên đây quá ha. Tết có bưởi chân rồi nè. Rồi mấy trái này là tới Tết nó mới chín. Đây là nhà Út hái mướp nè. Dạ. Chị em dưới. Chị em dưới hả? Con chạy té. Đâu? Kêu chị đi từ từ thôi. Chị. Từ từ thôi con té. Cầm trái đi té.
sợ. Không mà anh gì đâu. Chàng ơi, đi dưới cái cây vô quần. Chàng kia nó ngồi dưới sồn kìa, quần áo nó xịn không. Đi vô tắm rồi, xin ơi.